hết sạch xe để quay rồi anh chị, còn có mấy chiếc thôi. Bữa trước thì em quay ngoài kia đó, à, cái clip này anh chị, nó quá trời xe, tầm mười mấy chiếc, em bán không còn chiếc nào hết, chỉ còn là vài chiếc xe mà giá rẻ dễ bán, lại bán chưa được anh chị. Hôm nay tiếp tục anh lên sóng luôn những cái dòng xe này nha. Có chiếc này mới về, xe nồi đã lắm. Còn mấy chiếc xe 50 nè, xe giá rẻ bình dân, với lại chiếc cúp, cúp này cũng cúp 50, xe này mới về nè anh chị. Em này rất là đặc biệt nha. Đó, dân chơi người ta gọi là xe nồi nè cả nhà. Một em cúp 78 mà cái dòng này rất là đặc biệt. Là cái xe này nếu mà bà con mình mua về, anh chị em mình gắn cái cục máy nào vô cũng được hết, đặc biệt là những cái cục máy bên xe cam zin nguyên con gắn vô chạy hợp lại luôn. Tại vì cái cà vẹt của chiếc xe này á, nó chỉ có số khung thôi anh chị, không có số máy nha. Số máy nó để chữ không đó, cho nên bà con cô bác nào mà đặc biệt là những anh những chú hay những bậc lão làng mà thích chơi những cái dòng xe cổ á, rất là khoái cái dòng này nha. Chiếc này bữa nay em săn được anh chị, mà cái giá cũng rất là hợp lệ cho bà con mình mua luôn. Bây giờ để em quay sơ lược cái chiếc xe này nha. Xe này là ốc tán rồi là zin còn rất là nhiều nha cả nhà. Đó, sơn si rồi nó là còn nguyên zin. Câm niền thì nó mọc theo năm tháng nha anh chị nha, nó chưa phải là gọi là rỉ sét quá nhiều nè. Đó. Chung là chạy còn ok lắm. Đó, đặc biệt cái máy của nó rất là êm nha. Từ từ em sẽ quay tới nha anh chị. Đó, độ nhựa là zin của nó hết anh chị. Cái này rất là tiếc là nó bị bể cái này nè. Bà con mình xăng cái bóng đèn hoặc là cái chụp đèn này mình thay vô ha. Đó, xe hiện trạng có sao em tả vậy. Xi nhan zin nha anh chị. Đó, xi nhan trước hai cái là zin. Chụp zin, đế zin, đèn zin luôn. Nước sơn zin còn nguyên hết nha cả nhà. Đó, đồng hồ zin luôn nha anh chị. Đồng hồ zin này nó cũng có những cái lỗi theo năm tháng nè anh chị. Không biết sao mà tự nhiên nó bị lỗi ngay chỗ này luôn, em cũng không hiểu nổi nữa. Đó, đồng hồ zin mà ok, cái chìa khóa nó mất tiêu rồi ta. Đây, chìa khóa đây. Em gắn vô cái này. Đó, bật lên, thường thường nó phải có cái đèn chứ, cái này các bà con mình về nghiên cứu ha. Đó. Hiển thị là đầy đủ chức năng hết nha anh chị nha. Kèn, đèn, xi nhan là em đã làm sạch sẽ ok hết rồi. Đó. Sạch sẽ ok hết rồi nha. Sao tự nhiên giờ bóp hết kêu. Để mai em kiểm tra lại cái kèn coi. Nhiều cái kèn zin của nó bị lõi lõi xíu. Đó. Xe mọc nó hay vậy đó cả nhà. Đó, nói chung là xe này mất cái bẩn rồi. Còn cái bẩn nữa là giá trị cực kỳ. Cái xăng cái này gọi là bình xăng rời nè anh chị. Tem của nó nè, đây. Có nhiều đồ zin em không biết quay từ đâu ta. Cái tem này là cái tem nhôm, cái tem zin của nó luôn. Cái tem thiết anh chị. Bây giờ cái này kiếm đi mua khó lắm. Kiếm đi mua cực kỳ khó luôn. Bên đây cũng còn luôn nè anh chị ha. Đó, bên đây thì nó đậm hơn. Đậm hơn. Like cái phột. Kiếm cái phột gắn vô đây nữa là ok ha anh chị. Đó, mấy cái này là zin của nó hết nha cả nhà. Gấp zin bô này, bô tân tiến nha. Đó, cầm niền phía sau cũng vậy nè, cũng còn ok, không có mục. Anh chị xác xét thôi 5 tháng thôi. Cục máy này á, bà con mình ghét cục máy khác vô chạy ok ha. Máy êm lắm. Em quay từ từ cho anh chị em mình coi. Đó, xi nhan hai bên là zin. Có xi nhan sau là em có thay anh chị nha. Xi nhan sau là em có thay mới. Xi nhan sau là em có thay mới ha. Ba ga này thì bà con mình về mua cái ba ga khác đẹp hơn gắn vô là ok. Đó, dây vàng zin của nó luôn nha anh chị nha. Đây, xi nhan nè, đèn sau là em có thay mới rồi. Biển số này về biển số 70 Tây Ninh luôn nha cả nhà. Anh chị em mình về dập cái biển số mới lại tầm 200 ngàn á là ok. Đó. Cũ thì 5 tháng nha bà con. Bà con cô bác mình về cái phục chế là tí xíu. Cái giá em để rất là hợp lý nha anh chị. Cái giá này em để rất là hợp lý luôn, để em nổ máy cả nha. Có một tay à, khó đạp quá. Đó. Bà con mình biết nó rẻ gì không? Nó rẻ này nè. Đó, nó rẻ này nè. Bình xăng zin nha cả nhà. Bình xăng Standard. Cái bình này bây giờ ra ngoài mua 1 triệu mấy 2 triệu một cái nè cả nhà ơi. Đó. Để bật cái đèn lên coi. Đó. Nó chỉ xét xét phai màu thôi. Cái máy rất là êm anh chị. Cái máy này mà bà con nào mà khó tính qua mà nổ máy một cái là chịu liền. Đó. Xe mà từ những năm hồi đó mà cái máy nó còn vậy là rất là êm ha. Rớt dép là nổ nha anh chị. Đặc biệt là nó không có số máy. Đó, anh chị em mình về gác cái máy này, gác cái máy này gì vô mình chơi cũng được hết ha. Rồi. Tắt đèn đi. Ủa giờ được rồi nè. Lúc này lúc kia quá ta. Rồi.
Xe này để bà con mình cái giá hết sức là hữu nghị luôn nha. Hết sức là hữu nghị luôn. Em để bà con mình là 7 triệu 500 ngàn nha anh chị. 7 triệu 500 ngàn. Cái này mà có cái bẩn nữa là ok. Đó, bẩn mới thì mua gắn vô cũng được anh chị, nhưng mà nó không có liền. Bà con mình mà săn được cái bẩn của 78 mà cũ cũ á, bẩn zin á, để vô nữa là rất là đẹp ha. Với cái cặp phục nữa là ok. Đó, bà con ơi, em để cho bà con cô bác mình là hơn 7 triệu chút xíu thôi nha. Còn bây giờ là em quay tiếp với chiếc ZX nha. Bữa 2 chiếc giờ còn đúng một chiếc này. Xe này thì em có để cái giá là 19 năm nè. Đó. Xe này á là dàn chân là chủ trước người ta có dọn mới nha anh chị. Có sơn si mới, câm niền người ta thay mới, câm niền goxi nha, câm zin niền zin luôn. Phục trước sau là zin hết mà người ta có dặm nước sơn đẹp rồi. Xe này là áo mới. Áo mới đập hộp trong hãng ra anh chị. Đó, áo mới đập hộp trong hãng ra luôn. Cho nên bà con mình nếu mà mua chiếc xe này á thì cái dàn áo là coi như là đẹp như là trong xe hãng, trong hãng dắt ra ha. Chân thắng này nọ rồi giò đạp là zin hết nha anh chị. Những cái đồ này là người ta đã làm đẹp hết rồi. Dắt chân đồ zin, bô zin luôn ha. Xe này là có rớt đầu. Đó, có rớt đầu. Máy giữa chưa chạm nha anh chị. Máy giữa còn nguyên zin, bình xăng con là zin nha cả nhà, bình xăng con là zin. Đó. Xe này á là bao tay còn zin luôn các anh chị. Nhưng mà cái máy êm lắm. Đồng hồ zin luôn nha anh chị nha. Để giờ em đề cái cho bà con nghe nè. Đó. Cũng hết xăng nè. Xe rất là đẹp nha anh chị. Nhưng mà có một cái em không thích nha. Chủ trước người ta sơn si đẹp mà sao cái bát tăng sơn người ta để zin mà xét xét nhìn xấu quá. Đó, còn câm liền đùm cho này nọ là đẹp hết rồi anh chị. Riêng cái này là em thấy nó xấu nè, bà con mình về thay hoặc là mình si mới lại ha. Đó, cặt te đẹp luôn nè. Biển 28 nha, biển hơi xa. Chiếc này để bà con mình á cái giá. Bây giờ á nếu mà anh chị em mình mà muốn sang tên chiếc này á thì em để bà con mình là 22 triệu em bao, gọi là em bao rút cho bà con ha. Đó, bao rút hồ sơ cho anh chị em luôn. Đó, biển số 28 nha, em bao rút hồ sơ. Tiền hồ sơ không là gần 3 triệu bạc. Đó, còn nếu mà anh chị em mình để giờ chạy em để cho bà con mình là 19 triệu 500 bao ship ha. Đó, tùy theo bà con mình thích như thế nào thì em sẽ để như thế đó nha. Máy đang nổ nha anh chị. Đó, xe có rất đầu nha bà con nha. Đó, áo mới đập hộp nha cả nhà. Áo mới nha. Rồi, coi như là 22 triệu bao hồ sơ. Còn mà 19 triệu 500 thì em bao ký, ý lộn em bao tranh chấp ha. Còn mấy cái dòng xe bên đây còn có mấy chiếc à. À, chiếc này là Sirius Thái 206 nha anh chị. Áo với lại dàn chân á, áo thì đẹp rồi nè. Dàn chân thì nó có theo năm tháng nha, có nổ sơn tí xíu. Xe này mới về em chưa có chùi rửa gì hết anh chị. Đó, xe này để bà con mình là 8 triệu rưỡi nha. Máy móc em bao êm nha. Sirius Thái rất là bền anh chị ơi. Được cái là bánh mâm thắng đĩa. Đó, máy móc thì êm lắm nha. Xe này em mua ngay chủ luôn nha anh chị. Em mua ngay chủ với Sài Gòn luôn, biển Sài Gòn nha. Anh chị em nào mua chiếc này á, mình liên hệ, em đưa số điện thoại chủ á, bà con mình liên hệ, ổng ra ổng ký giùm cho bà con liền. Ổng cũng dễ lắm, ở bên Bình Thạnh á chị. Rồi, xe này á là 8 triệu 500 ngàn ha, máy êm. Còn cái chiếc này á nè, mạng nhện nó đóng nè anh chị, là nó nằm hơi lâu rồi đó. Xả luôn, hôm nay em để bà con mình là đúng 4 triệu nha. Xe này bà con nào ở gần á, thì qua đây lấy giùm em không có bao ship nha anh chị, em bán rẻ 4 triệu. Máy móc là em bao êm ha, 4 triệu. Còn cặp bên kia là cặp cúp. À, bên này là cúp 81 nè chị, cúp 81 50 ha. Hai chiếc này thì đồng giá nhau là 13 triệu 900 nha, em bao ship. Cái này là có chứng minh chủ, còn chiếc này thì biển số dễ thương lắm, biển số 60 70 70 ha. Câm niền người ta có thay mới. Đó, nói chung là xe này dọn nhưng mà chưa có dọn tới nóc anh chị. Cũng còn vài cái chi tiết nè. Anh chị em nào thích thì em sẽ làm thay luôn những cái đồ này cho nó đẹp, nó gan luôn. Đó. Còn không thì bà con mình cứ để về mình chạy ha. Mặt nạ là còn zin luôn anh chị, trái đèn zin luôn ha. Máy thì hai chiếc này là im ru à. Đó, đồng điệu với nhau là 13.9 em bao ship nha cả nhà. 13 triệu 900 em bao ship. Đồng hồ zin nha anh chị, đồng hồ zin cùm zin. Anh bên đây thì tình trạng nó cũng vậy. Đó, chủ trước người ta có dọn mới nước sơn đây nè, biển số 60 70 70 nè anh chị. Đó, 13 triệu 900 nha, em bao ship nha. Đó. Rồi, hết xe rồi anh chị em ơi. Bà con còn ai mà muốn trao đổi xe hay muốn bán xe gì đó, nhìn số điện thoại ở trên màn hình, kêu em nha. À, còn có 6 chiếc à. Rồi, tổng chào bà con cô bác luôn nha.